Mà phòng tôi không có bia hay rượu gì à? Nếu anh cần anh buông tôi ra tôi đi lấy. Như vậy sẽ làm cho cô tỉnh và bớt mơ mộng. Sao anh ấy trả lời trên báo dễ thương mà ở ngoài đời chảnh quá vậy? Anh ta là ngôi sao mà. Tôi mà là ngôi sao tôi cũng chảnh. Trời. Trời, nay chị Lam bị gì ta? Bình thường sợ đen muốn chết luôn mà nay cứ bơi tới bơi lui hoài. Chị đang hy sinh cho sự nghiệp và nghệ thuật đó mà. Môi em xinh tươi sắc thắm, bờ vai thon như em khát khao anh, đôi chân em đi thước tha nhẹ nhàng. Yêu như là yêu bóng dáng, dù là dù có tiếng dù em. Này không mê nhan sắc hả? Cũng còn mãi giờ. Cơ hội ngàn năm có một đó. Biết đâu mai anh ta về rồi. Đi. Làm cái gì vậy? Qua xin chữ ký nhé. Tôi có đẹp không? Tôi nghĩ cô có thể làm siêu mẫu được. Tôi thích làm ca sĩ hơn. Hình như bây giờ ai cũng vậy. Đa phần ca sĩ bây giờ đều không cần phải hát được. Chỉ cần xinh, lên sân khấu biết ẹo, ẹo vài cái là có thể trở thành ca sĩ. Tôi có người bạn vậy á. Nhưng mà tôi hát được. Nhưng mà lên sân khấu á, gặp cái gì căng thẳng và quan trọng là tôi bị thất cụ. Thôi, đã cam kết là không nhắc đến âm nhạc. Vậy nói về cái gì? Tình yêu. Chắc là cô có nhiều người yêu lắm hả? Chắc vậy. Nhưng tôi chưa yêu ai. Tại sao? Vì tôi thấy họ không xứng đáng. Không xứng đáng? Vậy cô nghĩ ai mới xứng đáng với mình? Một người đẹp trai, tài năng, có địa vị xã hội và đặc biệt là không lăng nhăng. Tôi chỉ được cái không lăng nhăng. Đạt được một điều. Tôi có đẹp trai không? Có địa vị xã hội. Và anh nổi tiếng nữa. Nhưng mà tôi lăng nhăng. Làm gì có người nào trên đời này đầy đủ mọi điều kiện mà chỉ có một người con gái. Nhưng tôi tin anh sẽ làm được điều đó. Anh ơi. Nhưng mà tôi không thích người như cô. Nhà hàng sắp đóng cửa. Anh làm ơn ký vào bill thanh toán. Tôi chưa kêu mà. Tôi ngồi bên kia biển mũi cắn. Anh có vẻ hơi quan tâm đến cô chủ của mình á. Tôi có nhiệm vụ bảo vệ cô ta không gặp nguy hiểm. Nguy hiểm? Có lẽ cô ta cũng sắp gặp nguy hiểm đó. Bởi vì cô ta cũng là mối nguy hiểm cho đàn ông đó. Đưa bill cho tôi ký. Anh ký vô đây nè. Đây nữa. Tôi uống nhiều quá ha. Vào đây nữa. Tôi biết đây không phải là bill thanh toán tiền. Cô định lừa tôi đúng không? Anh đang nghi quá. Đây là tôi biết cô lợi dụng lúc tôi say, ký bill thanh toán rồi ký thêm chữ ký tặng cô, đúng không? Sao lúc nào anh cũng nghĩ người ta lợi dụng anh vậy? Thì có lẽ là tôi cũng hay lợi dụng các cô gái. Nhưng hôm nay anh chưa làm được điều đó. Cô về đi.
Tôi muốn ở đây một mình. Tôi dạ, khi nào kêu mới ra. Sao Thiện là làng gì? Lỡ nhóc có chưa xỉn này sao? Tôi sợ nó xỉn quá làm hại đến cô. Có người tới kìa. Hình như cô cũng thiếu ngủ hả? Ờ, tất nhiên. Tôi cũng hơi lo ngại cho các vị. Có lẽ không tập trung vào buổi diễn cho lắm. Kịch bản à? Cũng chưa hoàn chỉnh lắm. Giờ này mà chưa hoàn chỉnh à, tôi đang góp ý cho ông đội diễn làm hay hơn. Sao không giống kịch bản thường thấy vậy? Ông Dũng cùng quen làm phim. Có lẽ ông viết được kịch bản phim. Hy vọng ông có gì mới lạ. Ủa, mà sao có nhiều chi tiết giống những chương trình khác quá vậy? Hôm qua tôi xem chút cả đêm. Làm sao? Hôm qua tôi cũng thức cả đêm để xem kịch bản và góp ý để ông làm độc đáo hơn. Mấy ông đạo diễn bây giờ hay copy xào nấu dữ lắm. Mà nghe nói ông Dũng khùng này là trùm luôn đó. Anh đi đâu cả đêm hôm qua vậy? Thì lâu lâu tôi đi hóng mát. Nhóm này đã phiền phức nhiều về chuyện yêu đương rồi đó nha. Anh thì làm sao đừng có gây thêm sự scandal nha. Không có. Tôi gây phiền phức vậy sớm kìa. Chúng ta sẽ hát bài gì? Tự nhiên lo chương trình quá vậy. Được, mình sẽ tính chuyện đó. Chuyện đó dễ mà, miễn sao các anh đừng gây gỗ nữa. Vài ngày nữa sắp tới show diễn rồi, sao tôi chưa thấy cô set up gì cả vậy? Có. Tôi đi chuẩn bị nha. Các vị cứ chuẩn bị bài vở, hát càng nhiều càng tốt. Ở đây mọi người thích nghe quý vị hát lắm đó. Nhớ tiết mục hát chung với Thanh Lam nha. Người ta chào kìa. Lâu lắm rồi mới thấy anh cười tươi như vậy đó. Có lẽ vì tôi nhớ là vì sao tôi ký bản hợp đồng đó. Bộ anh mê con chủ chân dài mà đầu không bình thường đó hả? Tôi mê người đầu bình thường, dài chân không dài quá một thước, được không? Đừng nói anh mê con nhỏ dọn phòng nha. Báo chí mà biết là mệt lắm à. Thôi đừng chọc nhau nữa. Làm gì thì làm, cũng phải nghĩ đến tên tuổi của nhóm. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Mỗi thứ trong đời điều chi cũng có cho nó riêng một giới hạn. Yeah, vậy là xong. Họ đã cùng nhau ký hợp đồng rồi. Không ngờ lại dễ dàng đến như vậy. Không uổng công tối hôm qua chị thức suốt cả đêm xem một đống chương trình. Chị viết kịch bản cả đêm đó hả? Đúng rồi. Không ngờ chị lại tài năng đến như vậy. Chị xem một đống chương trình, thấy nào hay dễ chị viết vô. Trời hay quá à. Em cũng có vẻ mất ngủ quá hả? Thì em lo tập chương trình đó. Sao? Em nói dối là em gãi đầu. Thì hôm qua em có nói chuyện với anh Quang của nhóm Phương Du cả đêm đó. Em nói gì? Em không tiết lộ bí mật của chị chứ? Không bao giờ.